Hôm nay 24 tháng 3, Thái Lan thông báo đã có thêm 3 trường hợp tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số lên 4 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Theo Bộ Y tế Thái Lan, 3 ca tử vong ngày 24 tháng 3 đều là đàn ông và họ đều tồn tại bệnh nền. Trong đó một người 70 tuổi mắc bệnh lao, một người 45 tuổi mắc bệnh tiểu đường và một người 79 tuổi có sức khỏe không ổn định. Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 24 tháng 3 cũng thông báo chính phủ nước này sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và công bố những biện pháp mới nhằm đối phó với dịch COVID-19 vào hôm 26 tháng 3 tới. Tuấn Anh, phóng viên Truyền hình Nhân dân đưa tin tại Bangkok, Thái Lan. Người phát ngôn của Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này cũng ghi nhận thêm 106 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên 827 trường hợp. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhận định việc áp dụng sắc lệnh hoàng gia năm 2005 về các tình hình khẩn cấp là cần thiết để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Dự kiến tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực tới ngày 30 tháng 4.